phần 6 câu chuyện chuyện tình không ẩn số nội dung sau đây xin mời các bạn chú ý đón xem gen gen tiếng chuông tan trường vang lên tôi thở dài cảm thán vì giấc ngủ của mình sách cặp ra cửa lớp tôi thấy linh đã đứng đó từ bao giờ vẫn cái dáng nhỏ bé ấy làm tôi sao xuyến tôi đi lại gần linh trêu em đứng đây đợi anh nào vậy thấy tôi trêu linh đánh vào tay tôi một cái rồi cười Em nghe điên nói anh bị ốm, em lo quá nên tan học em lên xem anh ốm như thế nào. Còn trêu em được là không có việc gì rồi. Linh nói xong lại đánh tay tôi cái nữa. Chiều nay anh có rảnh không? Linh ôm cánh tay tôi vừa đi vừa hỏi, tôi nhíu mày suy nghĩ. Hình như anh rảnh, mà có việc gì vậy? Tôi quay qua hỏi. Chiều nay mình đi uống nước đi, có cả biên với Hương đi nữa nha. Linh nói xong đung đưa cánh tay năn nỉ tôi, nói thật tôi không khoái mấy vụ uống nước này lắm nhưng thôi giờ có người yêu rồi lên thay đổi tí cho đúng phong cách ôi anh đột nhiên nhớ ra chiều anh bận mất rồi tôi nói xong tỏ vẻ xin lỗi ơ ờ, anh bận gì vậy linh nghe xong mặt xị xuống hỏi tôi muốn cười lắm nhưng mà trêu nốt đã chiều nay có bạn gái hẹn anh đi uống nước rồi tôi nói xong nhún nhún vai linh nghe xong vẻ mặt đang xị bỗng trầm xuống nhìn tôi ánh mắt tóe lửa bạn gái nào vậy anh linh nói xong mà tôi lạnh hết sống lưng ơ ờ, thế em rủ anh đi uống nước còn gì chẳng nhẽ em là con trai tôi trưng bộ mặt khó hiểu nhìn linh linh sau một hồi suy nghĩ biết tôi trêu liền véo tôi mấy cái tôi rút cánh tay về xoa nhìn những vết đỏ lòm vì véo tôi liền nghĩ không biết linh cầm tinh con gì mà véo đau thế không biết lần sau còn trêu nữa thì biết tay em nhé linh nói xong quay mặt đi tôi ôm cánh tay thương tích theo sau. Về đến nhà tôi thấy cổng vẫn khóa, tôi thầm nhủ chắc nay gì có việc bận nên không về, tôi liền thở dài cảm thấy trống trải. Đã quen với việc về đến nhà gì đã ngồi mâm cơm đợi sẵn rồi. Khẽ lắc đầu tôi dắt xe vào dân, thua nay ăn mì tôm cũng được, lại trở lại như ngày xưa lúc chưa có gì, bữa chưa đa phần tôi đều ăn mì tôm. Đi vào trong nhà trên bàn ăn nhà bếp đã một mâm cơm đã đậy lồng bàn ở đó, bên trên có một tờ giấy dán Tôi đi lại giật tờ giấy lên là chữ của gì? Mấy món ăn gì nấu sẵn rồi đó, tí con cho lên bếp hâm nóng lại là ăn thôi, nay gì có việc nên không về đâu. Con ăn xong để đó chiều về gì dọn nhé. Tôi đọc xong trong lòng vui buồn đan xen, gì cứ như vậy, tôi lại không chịu được mà ôm gì vào lòng mất. Lắc đầu tôi mở lồng bàn đem đồ ăn hâm nóng lại. Trên bàn ăn toàn món tôi thích mà sao tôi cảm thấy không được ngon nhỉ? ăn xong bát cơm tôi dọn dẹp mọi thứ rồi lên phòng nằm nghỉ đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại đổ chuông lại là thằng biên gọi tôi alo có gì nói nhanh tao còn ngủ tôi vẫn cay thằng này cái vụ ở lớp học bạn hiền chiều 2 giờ đi uống nước nhé giọng đều đều của thằng biên vang lên bận rồi tôi trả lời cộc lốc ờ vậy thôi để tôi báo bạn linh một tiếng chứ không sợ bạn ấy buồn thằng biên cười đều thôi lượn đi đến lúc đó tao xuống. Tôi nói xong tắt máy nhắm mắt lại. Anh nợ em một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Alo. Tôi ấn nghe trả lời với giọng ngái ngủ. Thằng giờ này, mày biết mấy giờ rồi không? Ngủ cái gì? Nhanh mở mày lên. Thằng Biên sau khi chửi xong cúp máy, tôi nhìn đã 14 giờ 10 phút rồi, bật dậy vào nhà tắm rửa mặt xúc miệng kỹ càng mặc quần áo xuống nhà dắt xe ra ngoài khóa cổng cẩn thận tôi phóng xe xuống nhà thằng biên nhìn xa xa đã thấy ba người một nam hai nữ đứng chờ ở gốc cây rồi tôi dừng xe lại vẻ mặt ngượng ngùng xin lỗi mọi người ngủ quên mất cười nhẹ cái làm lành thằng biên mặt hầm hầm đi lại lần sau muộn vậy ở nhà nhé con nói xong nó tính vỗ gái tôi liền bị tôi tránh ờ ờ tôi đắp cộc lốc rồi quay qua linh cười mời người đẹp lên xe tôi đưa ra mời linh cười khúc khích đánh vào tay tôi rồi lên xe đi đến quán nước đi 10 phút thì đến một quán nước rất to tôi nhìn vào trong rất sang trọng còn rất đông người nữa chứ cất xe lấy vé xong xuôi thẳng biên dẫn bọn tôi lên tầng 2 ngồi bàn gần cửa sổ từ trong quán có thể nhìn ra bên ngoài rất đẹp đang ngắm cảnh ngoài đường thì một chị nhân viên bước đến phát cho mỗi người một cái menu chọn nước chị ơi em uống cái này bạn này thì uống cái này Thằng biên nhìn cô nhân viên rồi chỉ vào cái menu, tôi thì lật qua lật lại chưa biết chọn nước gì thì Linh bên cạnh lên tiếng. "Dạ chị cho em một cốc trà sữa trân châu vị dâu và bạn này một cốc trà sữa trân châu vị sô cô la ạ." À. Linh nói với chị nhân viên xong thì lấy cái menu từ tay tôi đưa trả cho chị viên, tôi vẻ nghệt mặt ra. "Ôi, anh chưa gọi nước mà." Tôi vẻ mặt khó hiểu nhìn Linh. "Em gọi rồi tí anh uống xem nếu không ngon thì đổi." linh vừa nói xong thì thằng biên chen mồm vào đợi mày gọi nước xong thì quán đóng cửa rồi nghe giọng nó lẩm thế không biết tôi thò tay xuống định rút dép cho nó một cái mà tôi cố nhịn xuống năm phút sau nước bê ra linh cầm cốc trà sữa của tôi lắc lắc rồi đưa cho tôi nè anh uống được rồi đó tôi nhận lấy cốc nước nhìn linh với ánh mắt chiều mến cảm ơn em anh uống đi linh bị ánh mắt của tôi làm đỏ mặt tôi quay lại cầm ống hút chọc vào hút một ngụm ngon phết đấy tôi uống thêm hai ba ngụm nữa mới bỏ cốc nước xuống. Cái này ngon đó. Tôi quay qua Linh giơ ngón tay lên, Linh cười khúc khích gật gật đầu. Lần sau đi với anh, anh dẫn chú đi thưởng thức nhiều loại nước khác ngon hơn nhiều. Thằng Biên nói xong nhướng nhướng mày tỏ ra vẻ, tôi mặc dù muốn cho nó cái nhưng thôi vẫn nhịn xuống hỏi. Nước gì nữa, tôi nhíu mày. Chi vắt 18, vodka, uống vào cảm giác sướng hơn nhiều, Thằng Biên đang cười liền bị Hương bên cạnh và nhẹ vào cái miệng đang cười te tét, tét của thằng Biên. Linh cũng lường làm thằng Biên ngậm mồm. Còn tôi thì cứ ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì. Cái đó là nước gì vậy? Tôi xoa xoa đầu hỏi. Linh bên cạnh nhéo đùi tôi. Đó là rượu đó. Biên trêu anh đấy. Linh nói xong cốc nhẹ lên đầu tôi. Tôi hét mắt lường thằng Biên một cái. Bỗng nhiên xuất hiện trong mắt tôi một thân hình xinh đẹp, nhưng không phải một mình bên cạnh còn một người đàn ông nữa cũng tầm 30 tuổi. Người đàn ông đang quay sang cười nói với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, hai người đang đi lại hướng của tôi. Tôi trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu và trong đầu liên tục đặt câu hỏi. Người đàn ông đó là ai? Tại dạp chiếu phim. Bộ phim bố già đã trôi qua một nửa thời gian rồi, tôi ngồi đó xung quanh là những tiếng sụt xịt, những tiếng đất nghẹn ngào. Còn tôi thì rơi nước mắt trong lặng lẽ vì tôi nhìn thấy hình ảnh của bố trong bộ phim này, 6 năm gà chống nuôi con khổ cực bố chỉ biết chịu một mình. Nhưng ông trời đâu cho không ai thứ gì và lấy mất của ai thứ gì, Dì Lan đến như một tia nắng ấm áp làm tan sự lạnh giá trong lòng của bố và tôi suốt mấy năm qua. Nhớ lại nụ cười của dì bất giác tôi thấy nhớ dì lắm, tôi muốn được ông dì vào lòng, tôi sẽ mặc kệ cái gì là luân thường đạo lý, nhưng mà đó là điều không thể vì dì vợ của bố tôi không muốn tia nắng ấm áp này chợt sáng rồi chợt tắt như ánh nắng hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá linh với hương thì khỏi nói rồi khóc kinh thật tôi bên cạnh thi thoảng quay sang dỗ em ấy nhưng linh lại gục đầu vào vai tôi khóc ghê hơn làm tôi lắc đầu bất lực tôi nhìn sang bên chỗ thằng biên bất ngờ là nó cũng khóc mà có một điều thằng này có cái vẻ mặt lúc khóc rất ngầu như mấy anh diễn viên hàn xẻng mặt nó không buồn cũng không vui nhưng ánh mắt đang khóc kia toát lên nỗi buồn vô hạn thằng này mà cho đi thi diễn viên đạt chắc luôn. Oai, oai quá cuối cùng cũng hết phim. Tôi vươn vai một cái để hít thở sau mấy tiếng ngồi xem phim, Linh và Hương thì vẫn còn sụt sịt sau dư âm của bộ phim. Nhìn Linh khóc đỏ hết mắt mà tôi thấy thương vô cùng, khẽ ôm em vào lòng tôi thơm nhẹ lên chán nói. Nào em xem khóc đến đỏ cả mắt rồi kìa, lần sau mà đòi xem phim là ăn đòn nhé. Tôi vừa an ủi vừa dạ, Linh ôm chặt tôi thủ thỉ, thì em cảm động mà nghe linh nói tôi bật cười vì linh vừa nói vừa hức hức bật chợt linh nói thêm một câu sau này mà anh bỏ em em sẽ khóc đến chết mất nghe linh nói xong tôi cốc vào đầu linh một cái nói vớ vẩn thôi mình về đi tôi quay ra chỗ hương và thằng biên bảo về thế là cả bọn lấy xe ra về trở linh về tận nhà thì tôi mới choáng ngợp nhà linh giàu lắm căn biệt thự này chỉ thua căn của ông ngoại tôi một tí thôi tôi cũng chẳng biết bố mẹ linh làm cái gì nữa thấy tôi như vậy linh bật cười thôi anh về đi muộn rồi đó anh đi đường cẩn thận nói xong linh hôn vào má thôi một cái rồi vẫy tay tôi gật đầu cười rồi quay xe phóng về nhà về đến nhà tôi nằm bịch xuống giường chuẩn bị lấy đồ đi tắm nữa mà quái sao hôm nay cả bố và dì đều về muộn thế nhỉ ông cái thắc mắc đi vào nhà tắm những làn nước ấm làm tôi tỉnh cả người đang kỳ cọ thì tôi nghe có tiếng chuông điện thoại kệ tôi đang tắm lên không nghe máy. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc tôi liền choàng cái khăn tắm bực bội đi ra ngoài xem ai gọi. Nhấc máy lên là gì? Tôi hơi lưỡng lự rồi cũng bấm nghe. Hoàng a, giọng nói nhẹ nhàng của dì vang lên. Vâng, tôi trả lời. Nay ông ngoại làm cơm họp gia đình, bố với dì đang ở bên này rồi, con sang đây luôn nhé. Nghe dì nói xong tôi phân vân lắm mà cũng ngại nữa nên tôi từ chối thôi con không đi đâu con nấu cơm ở nhà rồi thôi con cúp máy đây tôi định cúp máy thì bên kia có tiếng nấc nhẹ tôi lại đưa máy lên nghe nhưng gì không nói nữa mà tắt máy tôi để chiếc điện thoại xuống giường cái ngày gì vậy nhỉ tôi phải chứng kiến hai người tôi yêu thương khóc cái cảm giác này tôi thật sự chán ghét đi thẳng vào nhà tắm tôi muốn dòng nước cuốn trôi đi tất cả tất cả tắm xong ra ngoài tôi bước lại chỗ cửa sổ bên ngoài cảnh vật gần như đã bị màn đêm bao phủ có phải tôi làm như vậy là sai phải không? không nó sai nếu tôi cứ tiếp tục gần gì. tôi không thể ngăn cản được cảm xúc của bản thân mất. nhưng gì khóc tôi lại thấy đau lòng. đứng ở cửa mà nghĩ bất chợt chuông điện thoại vang lên. tôi quay lại cầm lên là bố tôi gọi. alo bố ạ. À. ừ con tắm rửa gì chưa? đi sang bên nhà ông ngoại đi. tiếng bố tôi vang lên. dạ thôi con không sang đâu. tôi từ chối. Ô hay nay thằng này không lằng nhằng nữa, tí bố gửi địa chỉ cho. Nói xong bố tắt máy không để tôi phàn nàn câu nào, tôi lắc đầu bất lực nằm bịch xuống giường. Trong phòng ông bà ngoại, bố tôi đang dỗ gì. "Thôi sao em tự nhiên lại khóc vậy, hay thằng Hoàng nó hư hả, để tí về anh cho nó một trận nhé." "Nào." Bố tôi vỗ nhẹ lên bờ vai của dì, dì vẫn quay mặt vào trong mặc kệ, bố tôi thở dài dì mà đã dỗi thì chỉ có tôi dỗ được thôi. Ơ hay con bé này, không tắm rửa đi, muộn rồi đó cứ nằm ra đấy. Bà ngoại đi vào mắng yêu, Dì vẫn lắc đầu. Á à Quang, con điện cho Hoàng chưa sao không thấy nó sang? Bà ngoại quay sang bố tôi nháy nháy mắt, sau một lúc bố tôi mới hiểu ý liền cười mỉm. Dạ, vừa con điện Hoàng bảo tí nó ra thẳng quán luôn ạ. À. Nghe bố tôi nói xong, Dì bật dậy chạy ra khỏi phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của bố tôi và bà ngoại. Ơ ừ, con đi đâu đấy? Bà ngoại hỏi với theo dì vẫn vừa đi không quay đầu lại nói con đi tắm đây không muộn mất rồi nghe dì trả lời bà ngoại với bố tôi bật cười đang nằm thiêu thiêu ngủ bỗng tôi giật mình vì điện thoại đổ chuông đưa tay với lấy điện thoại mở lên là tin nhắn của bố gửi đến địa chỉ nhà hàng tôi uể oải đứng dậy tìm quần áo khóa cổng cẩn thận tôi lên xe đi đến nhà hàng nhà hàng cách nhà tôi mấy km tôi đi 15 phút thì đến nhà hàng này không ngờ là nhà năm sao Tôi đi đến cửa nhà, hàng có anh bảo vệ ra dắt xe tôi vào. Tôi chỉnh lại quần áo rồi bước vào bên trong. Vừa đi vừa nhìn xung quanh bất chợt tôi va vào một người. Bịch. Cho cháu xin lỗi chú, chú có sao không ạ? À? Tôi ngước lên nhìn người đàn ông này tầm hơn 40 tuổi rất to cao, tôi liền xin lỗi nhưng khi nhìn sang người bên cạnh tôi như hóa đá. Vui vẻ, hạnh phúc. Đau thương đó là những dư vị trong tôi ngay lúc này một người mà có lẽ tôi nghĩ sẽ không gặp lại một lần nữa người phụ nữ ấy vẫn đẹp như vậy dường như thời gian không thể làm phai đi sắc đẹp của người phụ nữ này tôi đứng chôn chân ở đó ánh mắt rối bời nhìn người phụ nữ người phụ nữ đó cũng đưa ánh mắt nhìn tôi khẽ giật mình ánh mắt nhìn tôi chằm chằm bất chợt người đàn ông lên tiếng ừm chú không sao lần sau cháu đi đứng chú ý là được người đàn nói năng rất nhẹ nhàng và nở một nụ cười thân thiện bất chợt quay sang nhìn người phụ nữ, người đàn ông nhíu mày hỏi nhẹ. Xuân, em quen cậu thanh niên này à? Nghe người đàn ông hỏi vậy, người phụ nữ liền thu ánh mắt lại lắc đầu. Ra không anh, thôi mình đi thôi. Người phụ nữ mỉm cười quay đi mà không nhìn tôi một lần nào nữa, tôi đứng yên ở đó nhìn theo người phụ nữ đang xa dần. Mẹ! Tôi mấp máy môi gọi khẽ, tôi muốn đuổi theo nhưng cánh tay tôi bị một cánh tay khác kéo lại. Tôi quay sang là gì? Dì. dì nhìn tôi mỉm cười lắc đầu, bất chợt tôi mỉm cười nhưng sao nước mắt tôi lại chảy nhỉ. Mẹ à, con nhớ mẹ rất nhiều. Dì khẽ ôm lấy tôi bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên vai. Ngoan đừng khóc nữa, hãy sống thật tốt đó là điều minh chứng tốt nhất. Thôi mình vào nhé, ông bà đang đợi đó. Nói xong dì buông tôi ra lấy trong túi khăn ướt khẽ lau mặt cho tôi, tôi im lặng để cho dì có đi. Lên tầng 2. Dì kéo tôi vào phòng VIP. Ngay gần đó nhân viên mở cửa cho tôi và dì bước vào, ông bà ngoại và bố tôi đã ngồi ở đó, bên cạnh bà ngoại còn có một người khiến tôi bất ngờ. Đó là người đàn ông đã đi cùng dì chiều hôm nay, tôi khẽ quay sang nhìn dì, dì mỉm cười lắc đầu rồi nhéo má tôi. Hoàng đến rồi hả, lại đây ngồi với bà. Bà ngoại nhìn tôi mỉm cười hiền lành. Cháu chào ông bà. Con chào bố, dạ cháu chào tôi chưa biết chào người đàn ông kia như nào thì bố bên cạnh nhắc đây là cậu dương anh trai của mẹ lan con mới từ nước ngoài về nghe bố nói tôi mới giật mình hóa ra từ lúc chiều là mình hiểu nhầm gì dạ cháu chào cậu tôi nhìn cậu dương cúi đầu chào cậu mỉm cười gật đầu với tôi chào cháu không ngờ cháu lớn vậy rồi còn rất đẹp trai kiểu này không sợ thiếu tiền rồi cậu dương cười sảng khoái chiêu tôi tôi hơi đỏ mặt gật gật đầu Thôi cả nhà vào mâm đi để con gọi người mang đồ ăn lên. Bố tôi đứng lên nói rồi vẫy tay cho nhân viên đi lại gần. Em cho người mang đồ ăn lên đi. Chị nhân viên gật đầu rồi bước ra ngoài. Tôi ngồi cạnh bố, dì cũng ngồi xuống cạnh tôi luôn. Dì còn kéo ghế sát lại gần tôi nữa, làm tôi có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ từ dì tỏa ra. Từng món ăn được trang trí rất đẹp mắt lần lượt được bê vào, nhìn thôi đã biết đắt tiền rồi. Tôi thì càng đơn giản ăn càng ngon, đôi khi mấy món đắt tiền tôi lại không ăn vậy nên bố tôi cũng hay mắng tôi vì cái tội này cuối cùng cũng có một món khiến tôi hơi bất ngờ sườn xào chu ngọt là món tủ của tôi đã được bê lên và để cạnh tôi luôn dì quay sang nhìn tôi nháy mắt gắp cho tôi tôi hiểu rồi dì vẫn tâm lý như vậy làm sao mà tôi muốn xa cách gì được nữa đây con mời cả nhà ăn cơm ạ tôi mời xong ông bà gật đầu cười kêu tôi ăn đi bữa ăn trôi qua vui vẻ dì thì cứ gấp cho tôi liên tục dường như mâm cơm chỉ có tôi với dì vậy dì coi tôi như đứa bé từ việc nhỏ nhất là gấp đồ ăn rồi đến lấy giấy lau miệng mỗi khi tôi ăn miếng sườn dì như vậy khiến tôi đỏ mặt có chút vui sướng cũng có chút ngại bố tôi nhìn vậy trợn mắt còn ông bà thì lắc đầu cười nhẹ còn cậu dương nhìn vậy ánh mắt hơi nhíu lại suy tư gì đó ăn cái này đi nè cá này ngon lắm đó nào há miệng ra dì gấp cho tôi miếng cá hấp đưa lên miệng tôi tôi khẽ đảo mắt xung quanh rồi há miệng dì thấy vậy cười tiết mắt lại lấy giấy lau miệng cho tôi dì để con tự nhiên đi mọi người nhìn kìa tôi nhắc nhẹ kệ đi nào ăn gì nữa không nè dì xua tay mặc kệ rồi tiếp tục hỏi tôi tôi cũng đành bất lực em con nó lớn rồi để nó tự ăn đi như vậy còn ra thể thống gì nữa bố tôi khẽ hắng giọng nói dì quay sang trường mắt khiến bố quay đi luôn đúng là sợ vợ mà gia đình đang ăn uống thì bỗng nhiên có chị nhân viên đi lại chỗ ông tôi nói dạ thưa bên ngoài có người nghe chị nhân viên hỏi ông nội tôi âm trầm gia đình tôi đang ăn cô ra bảo anh ta muốn gặp tôi thì lên tập đoàn ông nội lạnh lùng nói cô nhân viên định quay đi thì cậu dương gọi lại cô ra mời người kia vô đây nghe cậu dương nói ông tôi chỉ liếc mắt nhìn cậu rồi lại ăn không để ý bố tôi thì khá âm trầm không nói tôi thấy không khí có phần trận lặng thì cũng im lặng còn gì thì ngược lại vẫn cười hỏi tôi ăn gì nữa không cánh cửa mở ra tôi ngước lên nhìn thì tôi lặng người người đàn ông kia là người tôi va ngoài cửa con người đi bên cạnh là là mẹ của tôi người đàn ông kia đi vào thấy bố tôi ở đó cũng ngạc nhiên không kém ánh mắt ông ta đã nhìn ngay thấy gì trong ánh mắt hiện lên sự ham muốn lướt qua xin chào chủ tịch đinh và phu nhân người đàn ông đó chào hỏi xong đưa tay ra muốn bắt tay với ông ngoại nhưng ông ngoại chỉ gật đầu mà không đưa tay bắt lại xin lỗi nguyễn tổng già rồi lên tay có hơi đau không đáp lễ được nguyễn tổng đừng trách nói xong ông cười sảng khoái người đàn ông kia cũng rụt tay lại mỉm cười lắc đầu già không sao nay tôi biết gia đình chủ tịch đinh dùng cơm ở đây cho nên mạn phép sang chào hỏi mong mọi người đừng trách cứ nói xong người đàn ông gật đầu chào rồi quay sang ánh mắt nhìn gì không chết rồi bước đi người mẹ đưa ánh mắt sang nhìn tôi rồi cũng quay đầu lạnh lùng bước đi tôi muốn gọi lắm nhưng sao nó lại nghẹn đến vậy gì thì nắm chặt tay tôi khẽ lắc đầu ánh mắt yêu thương làm tôi phần nào nguôi ngoai bố đây có phải là nguyễn đình trường tổng giám đốc của tập đoàn ne phải không ạ cậu dâng lên tiếng hỏi ông nội ông nội khẽ gật đầu là một kẻ có dã tâm và tham vọng rất lớn, đáng tiếc một điều. Ông ngoại khẽ thở dài cảm thán, cậu Dương cũng gật đầu hiểu rồi tiếp tục ăn. Bữa cơm diễn ra bình thường cho đến lúc tàn bữa, "Tôi xin phép về sớm còn soạn bài mai lên lớp, gì cũng theo tôi về luôn." Còn bố thì ngồi xe với cậu và ông bà. "Lấy xe chở gì, trên đường gì ôm chặt tôi lắm, làm tôi cảm giác nóng cả mặt." "Gì lạnh sao?" đi ô tô thì không đi ngồi xe máy lạnh lắm. Tôi tưởng gì lạnh, gì lại ôm chặt tôi hơn lắc lắc cái đầu. Dì muốn đi xe với con cơ. Dì nói xong lại áp mặt vào lưng tôi cười nhẹ, tôi cũng cười lắc đầu. Về nhà dì mở cổng, tôi dắt xe vào rồi phi thẳng lên phòng thay quần áo, rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho ấm da mặt. Thả mình xuống giường tôi chìm vào những suy nghĩ về mẹ. Khẽ nhắm mắt lại thì cửa phòng tôi vang lên tiếng mở cửa, tôi không cần mở mắt cũng biết là gì. Một mùi hương nhẹ, một vòng tay ấm áp nó khiến tôi quên hết tất cả, tôi muốn ôm lấy cái thân thể đẹp kia vào lòng. Tôi quay sang ôm lấy cái thân thể tràn ngập mùi hương quyến rũ kia vào lòng. Dì khẽ úp mặt vào người tôi mà cười nhẹ, bỗng nhiên tôi thấy khoảng áo trước ngực ấm lạ thường tôi liền cúi xuống dì đang khóc. Tôi biết tại sao dì khóc. Và tôi tự đặt câu hỏi lúc này nếu làm vậy để đổi lấy sự bình yên cho gia đình, nhưng cũng lấy đi niềm vui và hạnh phúc của dì? cũng như chính tôi đánh đổi là đáng giá hay sao nó không còn là đáng hay không đáng nữa vì gì vốn dĩ không thuộc về tôi đó là một sai lầm một sai lầm khẽ ôm chặt gì tôi cúi xuống khẽ hít nhẹ mùi hương trên làn tóc tôi khẽ nói nếu như mọi việc con làm là sai vậy con không cần đúng con xin lỗi vì đã lảng tránh sự quan tâm của dì vì con không muốn cái hạnh phúc mong manh mà con và bố mới có được lại biến mất con yêu dì nhiều lắm có lẽ nó còn nhiều hơn con nghĩ rất nhiều dì nghe tôi nói càng ôm chặt tôi hơn, dì khẽ nấc lên từng tiếng. Hức, yêu gì vậy, tại sao lại làm gì buồn? Con có biết con lạnh lùng như vậy làm gì đau lắm không? Dì biết làm vậy sẽ có lỗi với bố con, nhưng trái tim dì nó không nghe lời. Nghe dì nói, tim tôi bất giác đau nhói. Tôi khẽ nhắm mắt suy tư rồi thở dài. Dì ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, dì khẽ nhắm mắt dướn bờ môi anh đào ấy chạm vào bờ môi lạnh của tôi dì nhìn sâu vào đôi mắt của tôi rất lâu như muốn tìm kiếm một điều gì đó bất giác gì mỉm cười đừng làm gì buồn nữa nhé tôi gật đầu đặt lên môi dì một nụ hôn thay cho lời khẳng định màn đêm bên ngoài vốn đen một màu nhưng đêm nay bầu trời lại có những ánh sao thật đẹp sáng long lanh như chính tình yêu dì dành cho tôi vậy nó thật đẹp và rạng rỡ nhưng ánh sao có đẹp đi chăng nữa ta cũng chỉ ngắm được khi màn đêm buông xuống Tình yêu của tôi và gì có lẽ cũng sẽ mãi mãi ẩn sau ánh sáng của một gia đình. Thế nào là yêu một người ư? Có lẽ câu trả lời sẽ rất khó để nói ra, tình yêu vốn là thứ tình cảm thật kỳ lạ, vì người mình yêu ta có thể thay đổi tất cả, ta có thể làm tất cả những gì để đổi lấy nụ cười của cô ấy. À. Nó còn mang đến cho ta những niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng nó cũng khiến ta đau khổ, dằn vặt và ân hận vậy tại sao biết đau nhưng vẫn yêu có lẽ mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho mình và tôi cũng vậy một đêm trôi qua yên bình tôi thức giấc bởi một vật gì đó đang gãi vào mũi tôi đưa tay lên phe phẩy thì nghe thấy tiếng cười khúc khích tôi liền nghĩ quái lạ con ruồi này lạ quá nhỉ khẽ hé mắt ra nhìn tôi thấy gì đang cầm những ngọn tóc khèo mũi tôi tôi đưa tay ra ôm chầm lấy con ruồi to lớn quái lạ sao con ruồi lại thương thế nhỉ tôi giả vờ nói mơ chiêu gì gì áp mặt vào người tôi khẽ đánh nhẹ nè dậy đi muộn rồi đó còn nằm ì ra đó gì nói xong lại véo vào tôi một cái tôi ôm gì bật dậy gương mặt nhăn nhó tôi liền véo mũi gì một cái sáng sớm đã phá con rồi muộn rồi đó đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng mà trưa nay gì bận rồi không về nấu được con ăn gì để tí gì mua gì nhìn tôi hỏi tôi lắc đầu Thôi gì kệ con đi, con tự biết nấu mà. Tôi nói xong buông gì ra rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi bước ra thay quần áo rồi xách cặp xuống dưới nhà. Xuống dưới nhà dì đã ngồi trên bàn ăn đợi tôi, tôi đi lại kéo ghế ngồi đối diện với gì nhìn đĩa cơm răng tôi tấm tắc gật đầu. Khéo mà gì thất nghiệp ở nhà mở quán ăn sáng là tuyết đó. Tôi trêu gì, nhưng đúng là mấy món ăn sáng gì đều nấu rất ngon, ai bảo gì là con của một nhà phú hào thì không biết nấu ăn đâu nghe tôi nói vậy gì lườm tôi một cái rồi mỉm cười. Thôi ăn đi muộn rồi đó. Ơ bố con đâu nhỉ? Tôi thắc mắc. Bố con ở luôn bên nhà ông ngoại rồi, đêm qua cũng không về nhà. Dì trả lời rồi lại dục tôi ăn. Tôi và Dì cùng ăn sáng. Tôi ăn chỉ hết hơn nửa đĩa vì no quá. Uống cốc nước rồi chào Dì đi trước. Đi trên đường một mình tôi thấy hơi thiếu thiếu, vì thằng biên dạo này không có đi cùng tôi nữa, vì giờ nó phải đèo Hương đi học nên ít khi đi cùng lắm tôi cũng muốn đèo linh đi học nhưng thằng biên nói nhà linh có tài xế riêng chở đi đón về lên tôi liền từ bỏ ý định đến trường tôi gửi xe rồi đi lên lớp thằng biên đã ngồi đó từ bao giờ đang chăm chú vào điện thoại bấm bấm cái gì đó tôi đi lại vỗ đầu nó cái ê mày đang viết cái gì vậy nghe tôi hỏi thằng biên hiền quay đầu cười tao viết chuyện người yêu nhau nó mở nụ cười đều thôi rồi chuyện yêu nhau là chuyện gì tôi không hiểu nên hỏi nó ánh mắt nó nhìn tôi ngạc nhiên lắm thôi mày bớt giả ngu lại thằng biên ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ thật thế mày giải thích cho tao chuyện yêu nhau là chuyện gì tôi ngồi vào chỗ chờ đợi nó trả lời nó nhìn tôi suy tư một chút rồi nói ừ thì mày biết là cặp đôi yêu nhau rồi vợ chồng họ thường làm gì phải không nghe nó hỏi vậy tôi gật đầu thì là đó đó thằng biên vỗ đầu tôi một cái rồi quay đi tôi đưa tay xoa xoa cái chỗ bị thằng biên vỗ nhăn mặt nói thế cái này có gì mà viết tôi lại tò mò hỏi lại mặc dù thấy câu hỏi của mình ngu ngu kiểu gì ấy thằng biên liền nhìn tôi bằng ánh mắt bố thẳng óc nói chuyện với mày tốn chất xám tao nói đùa mày thôi tao đang viết một đoạn chuyện về tình yêu của tao thôi thằng biên nói mà không nhìn tôi tôi liền hiểu hiểu gật đầu vậy mày viết chuyện tình yêu của mày là chuyện đó à tôi hỏi xong câu đó thằng biên liền bốc điên đấm tôi mấy cái vào tay thật kinh khủng tôi ôm tay ngồi lui lại sao mày đấm tao tôi khó chịu hỏi thôi nói chuyện với mày tốn chất xám của tao đi ăn sáng không thằng biên nhìn tôi hỏi tôi lắc đầu nói ăn rồi nó gật đầu rồi đi xuống căng tin tôi ngồi một chỗ suy nghĩ mình có hỏi sai gì đâu nhỉ ôm cái suy nghĩ đó đến khi trống vào lớp thì thằng biên cũng lên lớp tiết học lại bắt đầu một cách nhàm chán Tại tập đoàn NE, trong phòng chủ tịch, một người đàn ông với mái tóc hói gần nửa đầu đang ôm lấy một cô thư ký rất xinh đẹp hơn 30 tuổi trong lòng, bàn tay thô bỉ của người đàn ông đang không ngừng múa máy. Người phụ nữ đáp lại bằng cách ôm chặt cổ người đàn ông ngửa mặt lên trời. Người đàn ông liền cười lên một cách khoái trá. Em đúng là chưa ai chiến bằng em. Hự, em càng ngày càng thế này anh không chịu nổi nữa người đàn ông thở những hơi nặng nhọc nói người phụ nữ mỉm cười trong hạnh phúc và vui sướng đứng dậy người phụ nữ liền bước ra ngoài pha cà phê như thường lệ ánh mắt liền biến đổi thành lạnh lùng lấy chiếc điện thoại trong túi áo khẽ nhấn một dãy số sau hai tiếng chuông bên kia liền vang lên một giọng nói alo tôi đã làm theo ý anh anh muốn gì hãy xóa hết những gì trong máy đi giọng người phụ nữ lạnh lùng kèm theo sự tức giận nào nào Đừng tức giận. Ha ha, tốt lắm bây giờ cô hãy làm theo như sau. Giọng nói xảo quyệt vang lên, người phụ nữ gương mặt trầm xuống lạnh lùng hỏi. Người làm vậy là không thể, người muốn làm chủ tập đoàn NE. e Nghe người phụ nữ hỏi, người đàn ông bên kia cười lớn. Khặc, khặc. Tại sao không, ông ta già rồi làm sao còn đủ tỉnh táo mà lãnh đạo tập đoàn đi lên được. Thời thế, thế thời cũng nên có sự thay đổi. Giọng nói vang lên một cách châm chọc hừ người dơ bẩn như ngươi mà cũng xứng đáng sao người phụ nữ hừ mạnh khinh thường ha ha đúng là một con quái mà tỏ ra thanh cao đừng nói nhiều với tao nếu không cả nhà mày phải đền tội người đàn ông gần giọng rồi cúp máy người phụ nữ ngồi sụp xuống khóc một cách thảm thiết những giọt nước mắt bất lực chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia bất giác một chiếc khăn tay màu trắng tỏa mùi thơm nhẹ đưa đến trước mặt người phụ nữ ngước đôi mắt u buồn lên trước mặt là người đàn ông Người này tầm 30 tuổi phong độ đang nhìn cô mỉm cười, nụ cười ấm áp như an ủi chính nỗi buồn của cô. Cô đưa tay nhận lấy chiếc khăn rồi cúi xuống lau đi những giọt nước mắt. Đây là số của tôi, nếu khó khăn gì cô hãy liên lạc nhé mạnh mẽ lên. Giọng nói trầm ấm vang lên khiến nỗi đau trong lòng người phụ nữ như được nguôi ngoai phần nào, người phụ đứng lên gật đầu. Cảm ơn anh. Người đàn ông mỉm cười lắc đầu rồi đi thẳng vào phòng chủ tịch N.E. Người phụ nữ đứng đó nhìn theo người đàn ông vừa xuất hiện rồi nhìn xuống chiếc khăn trong lòng bỗng rung động. Trong phòng chủ tịch, người đàn ông hói đầu kia đứng lên đi lại phía người đàn ông vừa bước vào với gương mặt niềm nở. bây ra, không ngờ hôm nay tôi thật may mắn khi gặp được Đinh Tổng nổi tiếng đến thăm thật là vinh dự, mời ngồi, mời ngồi. Người đàn ông hói đầu nói xong liền đi lại phía bàn làm việc bấm số. Mang hai ly cà phê lên phòng tôi người đàn ông hói đầu đi lại phía cậu dương mà cười nói không biết hôm nay đinh tổng đến chỗ tôi có việc gì người đàn ông hói đầu cười nịnh nọt cậu dương gương mặt lạnh lùng đặt sấp tài liệu lên trên bàn người đàn ông hói đầu liền cầm lên xem qua gương mặt bỗng chốc tái nhợt sợ hãi nhìn về phía cậu dương mà lắp bắp sao sao cậu có những thứ này cậu muốn gì người đàn ông hói đầu gần như mất bình tĩnh lên tiếng cậu dương vẫn điềm đạm tự rót cho mình chén trà đưa lên môi nhấm nháp uổng công một đời cựu chủ tịch lâm gây dựng tập đoàn ne lớn mạnh ra sao để bây giờ rơi vào tay một kẻ ngu dốt thật sự buồn cậu dương cảm thán nói một câu người đàn ông hói đầu gương mặt đỏ bừng đứng lên chỉ tay vào cậu tôi lớn giọng rốt cuộc mày muốn gì mày nghĩ có thể đe dọa được tao người đàn ông hói đầu chừng mắt gương mặt dữ tợn đối diện với sự dữ tợn đó cậu dương vẫn điềm đạm nào nào lâm chủ tịch bớt nóng à không biết tôi lên gọi ngài là dương văn nghĩa hay lâm văn nghĩa đây cậu tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người đàn ông hói đầu một cách bí hiểm người đàn ông ngồi phịch xuống ghế thất thần lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa người nữ thư ký bước vào trên tay là hai cốc cà phê nghi ngút khói đặt lên bàn cậu dương khẽ mỉm cười gật đầu thay lời cảm ơn người phụ nữ gương mặt bỗng hồng lên gật đầu rồi bước ra ngoài trong phòng người đàn ông hói đầu trầm ngâm bỗng lên tiếng nói đi mày muốn gì ở tao nghe người đàn ông hói đầu nói xong cậu dương buông tách cà phê xuống nhìn ông ta lạnh lùng ông là một người thông minh chứ nếu một kẻ ngu dốt thì sẽ không bao giờ lên được chiếc ghế chủ tịch vậy nhưng ông thông minh mà thiếu dã tâm thì mãi vẫn chỉ như vậy mà thôi cậu dương nói xong lại nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm gật đầu ý của mày là gì người đàn ông hói đầu ngước ánh mắt âm trầm lên nhìn trà cà phê của công ty rất ngon nhưng ngon cũng cần phải do người pha chế cậu dương khẽ mỉm cười nếu như ông vẫn muốn ngồi chiếc ghế chủ tịch này thì hãy nghe tôi nếu không tôi e chỉ trong một tuần nữa là chiếc ghế chủ tịch này của ông sẽ đổi chủ đấy cậu dương nói xong vẫn bình thản thưởng thức cà phê cậu muốn mua lại tập đoàn n e sao chúng ta dường như chưa từng có thủ án gì người đàn ông hói đầu lên tiếng hỏi đúng tập đoàn các người với tôi chẳng có thủ án gì cả nhưng với người khác thì chưa chắc còn thu mua thì tập đoàn NE không xứng để tôi phải thu mua nếu tôi muốn thì chỉ chưa đầy một tháng tập đoàn NE sẽ đổi chủ mà tôi chẳng mất một đồng phí nào nhưng tôi nể mặt cựu chủ tịch Lâm mà cho ông một cơ hội nghe hay không thì tùy ông cậu Dương nói xong người đàn ông hói đầu liền thở dài gật đầu bây giờ hãy làm như này nghe cậu Dương nói xong người đàn ông hói đầu trợn mắt tức giận. Thằng khốn khiếp thì ra nó là kẻ đằng sau, đúng là nuôi chó lâu năm hóa sói mà. Người đàn ông hói đầu tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng. Trên đời này làm gì có gì là chân thành, làm gì có cái gì gọi là tình thân hử. Vậy nên nếu nghe tôi ông sẽ thoát, còn không thì hãy chuẩn bị tinh thần dưỡng già trong tù và cuộc trả thù của Lâm ra đi. Cậu Dương nói xong đứng lên bước ra ngoài. Ra khỏi phòng cậu Dương bước đi về phía cuối hành lang và